Chị Thu Nguyễn và tất cả các em, chắc hẳn các em còn nhớ chị đã thua anh tiểu thúi trong thử thách tô màu lần 2, mặc dù chị có bộ màu xịn hơn của anh tiểu thúi đúng không? Điều này thì khiến chị rất là buồn, chị đã lên xem đi xem lại video để tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình thua anh tiểu thúi. Sau đó, chị phát hiện ra một điểm mấu chốt, đó chính là bức tranh của anh tiểu thúi thì đa phần được tô bằng bút dạ. Khi mà tô bằng bút dạ thì bức tranh của chúng ta sẽ tươi sáng hơn này, rực rỡ hơn, nét bút thì lại gọn gàng hơn nữa. Bộ màu của chị tuy là xịn hơn của anh tiểu thúi nhưng mà lại không có bút dạ. Vì vậy chị thua là đúng rồi. Cho nên hôm nay chị sẽ tự bổ sung thêm bút dạ cho bộ màu của mình bằng bộ kit làm bút dạ này đây. Nói là bộ kit nhưng không phải, nó đúng là một nhà máy sản xuất bút dạ cơ game mà. Tại vì ở bên trong đây có rất là nhiều dụng cụ để chúng ta có thể làm ra những cây bút dạ. Chị hy vọng rằng với nhà máy sản xuất bút dạ này thì chị sẽ tạo ra được những cây bút dạ xịn hơn của anh tiểu thúi. Và khi tô màu cùng anh ấy thì chị sẽ chiến thắng. Bây giờ chúng ta cùng mở ra để xem bên trong có những gì nhá. Wow, trong đây có rất là nhiều thứ game à. Wow, còn có 3 lọ màu nữa này. Tiếp theo, wow, một cái cỗ máy để làm bút dạ. Thêm những tờ hướng dẫn và một bảng màu để chúng ta có thể pha màu. Ở bộ kit này thì người ta chỉ cung cấp cho chúng ta 3 màu chính: màu xanh da trời, màu vàng và màu đỏ. Tuy nhiên nhờ có 3 màu chính này thì chúng ta có thể pha trộn ra rất là nhiều màu khác nữa. Và đây chính là công thức pha màu. Ví dụ như chúng ta muốn pha ra màu xanh lá mạ thì chúng ta sẽ phải sử dụng 3ml màu xanh da trời và 12ml màu vàng. Còn muốn pha màu tím thì chỉ cần dùng 9ml màu đỏ và 6ml màu xanh da trời. Rất là đơn giản đúng không các em? Ở bên hông này thì có một dụng cụ để chúng ta có thể gắp ruột bút. Còn bên trong này là những cái khay để chúng ta đựng màu này, vỏ hộp bút này, nắp bút nữa. Ở đây thì chúng ta có 2 ống ml để đo màu cho chính xác. Đây là vỏ bút, đây là ruột bút, ngòi bút, còn đây là nắp bút. Có 2 nắp luôn game à. Bây giờ thì chị sẽ tạo ra cây bút đầu tiên của chị, đó chính là cây bút màu xanh lá cây. Theo như bảng màu này thì màu xanh lá cây được tạo ra từ 6 phần màu xanh nước biển và 9 phần màu vàng. Màu xanh nước biển đây game à. Hiện giờ thì đã đủ 6 phần màu xanh nước biển rồi, chị sẽ lấy tiếp màu vàng. Màu vàng thì có 9 phần, 9 cộng 6 là thành 15, 15 phần thì mới đủ một cây bút. Hiện giờ thì chị vẫn chưa thấy nó giống màu xanh lá cây một tí nào, mà chỉ thấy màu đen xì lì thôi. Chị sẽ thử gắp cái ruột bút này vào xem là nó có thành màu xanh lá cây hay không nhá. Màu xanh rồi kìa. Đâu, cậu thấy màu xanh gì đâu. Em hãy thử nhấc nó lên nào. Tí nữa nó tự hút lên đấy. Đấy, màu xanh này. Màu xanh lá cây rồi kìa các em. Mức nước bên trong đây giảm dần thì cái ống này lên dần các em ạ. Thật là kỳ diệu đúng không nào? Đúng là màu xanh lá cây thật rồi. Đợi một tí nữa,
cho nó hút hết màu của em ạ. Ô, có một điểm kỳ lạ là tại sao ở bên trong đây nó chưa có màu nhỉ? Phía dưới thì đã hút gần hết rồi. Chị có nên cắm ngược lại không ta? Nên đâu. Trong khi chờ đợi nó hút hết màu thì chị sẽ lắp ngòi bút vào trong đây. Đây là ngòi bút và rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần lắp như thế này là xong. Tiếp sau đó là sẽ đặt cây bút vào trong đây và gắp ruột bút vào. Chúng ta lấy cái nắp bên trên này và cho vào trong đây nữa. Sau đó dùng thiết bị này để ấn nó xuống cho chắc chắn. Ồ, kêu luôn game à. Ồ, như vậy thì chắc chắn là sẽ rất chắc chắn luôn. Và như vậy là chị đã có một cây bút màu xanh lá cây. Hình như chúng ta cần phải đợi một tí xíu cho màu thấm vào đây thì phải. Đúng không anh Tiểu Thúi? Hay là chúng ta đổ cái này vào nhỉ? Không phải đâu. Thế thì chắc là phải đợi thôi. Chị sẽ đậy nắp vào và chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi thì chị sẽ làm thêm một vài cây bút khác nữa. Lần này thì chị sẽ làm màu hồng đi. Màu hồng thì có 3 màu vàng và 12 màu đỏ. Chị đã thông minh hơn hồi lúc nãy. Chị không cần ấn bút màu xuống nữa, nó sẽ tự động chạy xuống hết ấn ruột bút xuống, nó sẽ tự động xuống dưới, sau đó hút màu lên. Wow. Ủa nhưng mà màu này thì hơi giống màu đỏ rồi. Ruột màu nào cũng đậm, đến khi tô ra thì nó mới ra màu hồng. À, ruột thì đậm hơn màu mà chúng ta tô ra đúng không? Cũng tương tự như lúc nãy thì chị sẽ lắp ngòi vào trong đây. Chưa có ở ngoài bút, bây giờ đã có màu ở ngoài bút rồi này kia. Không biết là đã tô ra màu được chưa nhỉ? Chị sẽ thử nhé. Chị sẽ thử trên miếng sticker này luôn. Ồ, xanh là cây rồi này kia. Kỳ diệu quá. Wow, đúng là tô bằng bút dạ thì sẽ đẹp hơn. Màu này còn đẹp hơn màu của anh Tiểu Thúi. Nhăm nhở nhở có đẹp gì đâu. Không hề đẹp. Đẹp hôm sau thử coi. Xem ai thắng. Tí nữa. Có thể đây là giấy bóng đúng không? Giấy này không bóng lắm. Tuy nhiên là giấy này hình như không đẹp bằng giấy A4 mà chúng ta thường dùng để tô màu. Sau đó chị Thơ sẽ có thể là lựa cái này ra và dán trên vỏ bút để chúng ta biết cây bút này là cây bút màu gì. Tiếp theo. Như thế này thì cây bút của chúng ta hiển thị màu rất là chuẩn luôn. Bởi vì từ cái màu mà trong cây bút chị tô ra đây mà. Nếu mà chị cần màu này thì chị lấy chính xác màu này. Không bị như cây bút của anh Tiểu Túi. Đồ đẻo. Ố, cái màu hồng cũng đã ra ngoài rồi này kia. Tiếp theo, chị lại tiếp tục tô. Ồ, màu này giống màu cam không? Giống màu hồng. À, đây người ta gọi là màu hồng đào. Đúng là ngụy biện. Ngụy biện gì? Màu son này người ta gọi là màu hồng đào đó các em à. Nhưng màu hồng này tôi có vẻ đẹp hơn à? Đúng rồi, chị nghe nói rằng cái màu này rất là xịn luôn nghe mà. Không giống như màu của anh Tiểu Thúi đâu, bởi vì nó rất là đắt tiền. Bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu? Wow. Thì màu đắt tiền mới xịn chứ đúng không em? Như vậy là cái bộ màu của chị Thơ bây giờ tổng giá trị là 2 triệu. Như vậy mới xịn đúng không em? Hôm sau thì chị chắc chắn rằng chị sẽ thắng anh Tiểu Thúi thôi.
Bởi vì hộp màu của anh tiểu túi có 100.000 trong khi hộp màu của chị là 2 triệu, gấp 20 lần. Thắng là chắc chắn. Hãy đợi đấy. Quá khủng khiếp. Màu của chị rất là hiện đại đúng không em? Không phải như màu của anh tiểu thú. Đó. Bây giờ thì chị sẽ là màu khác. Màu tím đi. Màu tím tươi mới này. Gồm có 12 màu đỏ và thêm 3 màu xanh. Thì cuối cùng chị cũng đã tạo ra được 11 cây bút màu. Còn bây giờ để kiểm chứng chất lượng thì chị sẽ tô thử cái cầu vồng này đây. Cầu vồng thì gồm có 7 màu. Chính là bức tranh mà chị vừa mới tô xong. Chị thấy nó cũng có thể chấp nhận được. Còn anh tiểu thú thì trên nó xấu. Các em thì các em thấy thế nào? Hãy cho chị biết ý kiến với nhá. Hôm sau thì chị sẽ tổ chức một cuộc thi tô màu nữa với anh tiểu thú. Và chị hy vọng rằng lần tiếp theo này chị sẽ giành chiến thắng. Ở đây thì chị còn rất là nhiều các màu nguyên liệu. Khi nào màu của chị hết, chị chỉ cần chế tạo ra nữa. Thế là xong. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích cỗ máy này thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ bên mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em nữa sau.